Nhớ tên khách hàng. Xưng tên cá nhân là một trong những âm thanh ngọt ngào nhất mà khách hàng muốn được nghe từ bạn. Việc xưng hô bằng tên riêng trong cuộc nói chuyện với khách hàng sẽ cho thấy bạn nhìn nhận họ với tư cách một cá nhân nói riêng, chứ không phải đối tượng khách hàng chung chung. Qua đó thể hiện sự tôn trọng với khách hàng. Hãy dùng tên riêng của họ khi bạn nói lời chào hỏi, cảm ơn, tạm biệt để cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, thân thiện hơn. Không quên nói cảm ơn khách hàng. Cảm ơn là từ thông dụng nhất trong giao tiếp của bạn với khách hàng. Nói bao nhiêu từ cảm ơn với khách hàng cũng không đủ. Hãy thật lòng cảm ơn khách hàng. Bạn sẽ nhận được thiện cảm từ khách hàng. Không sợ nói xin lỗi. Nếu như bạn đối diện với sự khiếu nại của khách hàng thì tốt nhất, trước tiên bạn nên bày tỏ sự xin lỗi. Đừng tìm cách tranh luận, sẽ khiến khách hàng tức giận hơn. Tiếp đó, bạn hãy làm cho họ thấy bạn có thể làm bất cứ điều gì để khắc phục tình hình. Thank you.